Là cựu du học sinh có công ăn việc làm ổn định với mức lương tương xứng, tuy nhiên thì một chàng thanh niên ở Thanh Hóa vẫn quyết chí về quê để khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản. Thất bại nối tiếp thất bại ngay ở lần đầu khởi nghiệp với số tiền lỗ lên đến 5 tỷ đồng. Thế nhưng nhờ vào sự quyết tâm, thất bại ở đâu, đứng dậy ở đó, anh đã thành công nhờ vào sự kiên nhẫn của mình và tìm ra cho mình một hướng đi khác biệt từ chính những loại nông sản gần gũi, quen thuộc hàng ngày. Những chùm ớt xay này đã được ủ khoảng 5 tháng nay. Ớt sau khi xay sẽ được ủ muối hoặc ủ với những loại nông sản khác như tỏi, gừng. Những chiếc chùm sẽ được phơi nắng, phơi mưa. Đó là đặc trưng của tương ớt được lên men tự nhiên, không hóa chất. Để có thể cho ra được những mẻ tương đúng với vị truyền thống xưa, anh Lê Minh Cương đã phải trải qua 46 lần thất bại. Thì tôi thấy rằng là trên bàn ăn của người Việt thì là thiếu tương ớt mà không có hóa chất. Chính vì vậy mà tôi xác định rằng đây là một cái ngách thì tôi có thể vào được. Làm theo cách truyền thống ấy, thì bây giờ cũng không có ai chỉ lại cả. Mà chủ yếu là do tôi tự mày mò, tìm kiếm rồi đến những cái làng nghề, gặp những cái người người ta làm tương ớt. Đấy, mình hỏi thôi. Chứ thực ra thì cũng không có ai chỉ dạy lại cho mình. Cho nên là tất cả các cái công thức thì tôi đều tự mày mò mà làm. Đến lần thứ 47 thì nó thành công. Năm 2016, Lê Minh Cương quyết định về quê khởi nghiệp. Sau lần thất bại với kinh doanh sản phẩm từ dầu gấc, Cương đã phải gánh khoản nợ lên tới 5 tỷ đồng. Nhận thấy tương ớt là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, nhưng tương ớt không hóa chất lại vô cùng hiếm trên thị trường. Trong một lần đi tìm kiếm nguyên liệu ớt tươi để sản xuất tương ớt, Cương đã bắt gặp tình cảnh bà con phải nhổ bỏ ớt vì được mùa, mất giá. Điều này càng thôi thúc Cương phải chế biến các sản phẩm từ ớt, giúp tiêu thụ nông sản cho bà con quê hương một cách bền vững. Điều làm tôi rất là băn khoăn và trăn trở đó là khi mà tôi về quê thì tôi thấy bà con bắt đầu nhổ cái cây ớt để vứt đi. Thì mới biết rằng là giá quả ớt lúc đấy nó rất là thấp. Đồng thời rằng là cứ mỗi mùa Tết mà khi mà phía nước bạn đóng cửa biên giới thì giá ớt lại sụt xuống và bà con lại thất thu. Cho nên là lúc mà nhìn thấy cảnh đấy thì thực sự rất là đau lòng và tôi bắt đầu nghĩ đến cái việc chế biến những cái sản phẩm từ trái ớt. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay Cương đã thành công với sản phẩm tương ớt lên men truyền thống. Nhờ đó, Cương đã phát triển lên 15 sản phẩm chế biến khác nhau, phục vụ nhu cầu cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. Hiện mỗi năm, công ty của Cương cung cấp ra thị trường hơn 20.000 chai tương ớt tương cà với 6 loại khẩu vị khác nhau theo từng vùng miền, tới thị trường của 42 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng một năm. Sau gần 6 năm nghiên cứu, mới đây, tiến sĩ Vũ Việt Dũng, 33 tuổi, cùng với cộng sự đã nghiên cứu thành công việc tách sợi cellulose rỗng từ rơm để chế tạo nên những tấm tường cách âm đạt tiêu chuẩn cho công trình xây dựng. Là tiến sĩ Đại học Sherbrooke, Canada, chuyên ngành cơ học âm thanh. Sau gần 6 năm nghiên cứu và thử nghiệm, tiến sĩ Dũng cùng với một số các chuyên gia cùng lĩnh vực lập viện phát triển và ứng dụng vật liệu âm thanh tại Hà Nội đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cho tường rơm. Sản phẩm của nhóm đã được kiểm định với các chỉ số độ cách âm, cách nhiệt và tiêu âm đạt tiêu chuẩn cho công trình xây dựng. Sản phẩm phù hợp cách âm ở tần số thấp, âm thanh trầm như các quán bar, phòng ngủ, khách sạn hoặc là cách nhiệt trên mái nhà, xưởng vách. Mới đây thì nhóm đã lắp kép tường rơm cho khoảng 10 ngôi nhà với quy mô nhỏ theo đặt hàng của một doanh nghiệp tại Hòa Bình. Việc làm này hết sức có ý nghĩa giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn trong các thành phố lớn. Thưa quý vị, đốt rác thải, khói bụi công nghiệp, nước thải từ sinh hoạt sản xuất đang đe dọa ngày càng nghiêm trọng đời sống của người dân ở các vùng nông thôn. Trước thực trạng này, nhiều hoạt động cải thiện môi trường nông thôn đã được thực hiện, trong đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, đồng thời bảo vệ sức khỏe của chính gia đình họ. Và sau đây là ghi nhận tại Bắc Giang. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để khảo sát về thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn tại các thôn xóm. Vận động bà con phân loại rác thải từ đầu nguồn, nói không với đốt rác, vứt rác bừa bãi. Đó là công việc của các cộng tác viên thuộc mạng lưới bảo vệ sức khỏe môi trường nông thôn do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang điều phối. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, sạch nhà, sạch ngõ. Tuyên truyền được bà con, rác thải mang đúng nơi quy định mà mang ra đúng quy định nào lại phải làm thế nào để cái rác thải đấy nó không ảnh hưởng đến bà con
nhân dân. Dựa trên các cái cộng tác viên, tuyên truyền viên có các cái tuyên truyền đối với người dân trong việc phân loại chất thải đúng quy định và có các cái hướng dẫn về cách xử lý một cách đơn giản nhất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Không chỉ có hoạt động đi đến từng nhà người dân để hướng dẫn phân loại rác thải, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia y tế đầu ngành về sức khỏe môi trường để tập huấn, hướng dẫn cho các cộng tác viên của mạng lưới các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường một cách thiết thực. Đối với cái dự án này chúng tôi rất kỳ vọng, bởi vì là thứ nhất là sẽ nâng cao được cái nhận thức của bà con nhân dân. Qua đó thì bà con nhân dân có ý thức và đồng thời cùng với địa phương sẽ nâng cao được cái bảo vệ môi trường, sẽ nâng cao được cái sức khỏe cho bà con nhân dân. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Y tế cho biết, môi trường nông thôn đang bị đe dọa bởi nhiều tác động như đốt rác, đốt rơm rạ, đun than tổ ong, vứt xác động vật chết, phun thuốc trừ sâu. Do đó, người dân cần được nhận thức đầy đủ về vấn đề này để tích cực hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Nông thôn hiện nay ô nhiễm không kém gì thành phố, đặc biệt vào những tháng như 9 tháng 10 tháng 11 thì những cái luồng khói bụi từ những nơi sản xuất công nghiệp, những cái nhà máy nhiệt điện rồi các thứ nó đổ về không kém gì thành phố và ung thư rất cao. Thực tế tôi đã có những cái số liệu để chứng minh rồi. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày như phân loại rác thải, hướng tới các mô hình canh tác nông nghiệp theo Việt Gáp, hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của chính những người dân ở nông thôn. Theo thống kê, hiện có khoảng 1/3 người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động. Làm sao để giúp người cao tuổi có được công việc phù hợp với sức khỏe và có được thu nhập ổn định là bài toán rất khó, nhất là đối với người cao tuổi ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, ở một số địa phương hiện nay, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại cây truyền thống sang cây gai xanh AP1, lực lượng lao động cao niên ở địa phương không những có được công việc phù hợp với sức khỏe của mình mà còn có thu nhập đều đặn, ổn định trong suốt cả năm. Ngoài 60 tuổi, bà Hậu vẫn thoăn thoắt tuốt cây gai xanh AP1 lấy vỏ để đem phơi khô chờ nhập cho nhà máy. So với thu hoạch ngô sắn thì việc thu hoạch gai lấy vỏ nhẹ nhàng hơn nhiều và phù hợp với người cao tuổi như bà. Bước đầu thì rất là sợ, nhưng mà chỉ làm một vài lần là tôi cảm thấy là nó cũng dễ dàng mà làm được. Hơi điêu luyện nhưng chưa điêu luyện lắm. Một thời gian nữa chắc là tay nghề của chị em công nhân là chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Cây gai xanh AP1 do Viện Di chuyển Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống quốc gia, cấp bằng bảo hộ độc quyền cho tập đoàn An Phước Vidami để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy dệt sợi gai 600 tỷ đồng tại Thanh Hóa. Hiện đã có 12 tỉnh trên cả nước trồng cây gai xanh AP1. Đây là cây trồng khỏe, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Trồng một lần thu hoạch 10 năm, mỗi năm cho thu từ 4 đến 6 vụ. Gai khô làm ra được nhà máy bao tiêu toàn bộ theo hợp đồng ký kết, nên cây trồng này được đông đảo người dân, nhất là những gia đình có nương rẫy trên đồi cao đón nhận. Gai này thì 70 tuổi mới còn làm được. Mà rất nhẹ nhàng, mà làm nó không mệt cơ. Tối về ngủ nó thoải mái mà nó sáng vô tư lắm. Theo pháp luật Việt Nam, những người từ 60 tuổi trở lên được đặt trong nhóm người cao tuổi. Dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%. Việc chuyển đổi những cây trồng truyền thống kém hiệu quả sang cây gai xanh AP1 sẽ giúp người cao tuổi ở nông thôn phát huy được khả năng của họ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Thì có đất mà có điều kiện cũng muốn là cái phong trào để làm cho bà thay đổi cái cuộc sống, cái nề lối canh tác của bà con thì cũng như thế để tiên phong làm. Thì thực tế ra là nếu bản thân gia đình này thì chúng tôi thấy hiệu quả, mà đa phần là người ta cũng thấy các hướng dần theo mình, bởi vì thực tế ra là quan trọng nhất đối với người dân là người ta chỉ nhìn thấy thực tế. Qua cái quá trình đánh giá thì cái công việc nó là công việc thủ công rất đơn giản nên tất cả các đối tượng lao động đều có thể tham gia được. Và từ cái khâu việc trồng chăm sóc đến khâu thu hoạch thì tất cả mọi người đều có thể để tham gia. Làm cỏ bón phân thì đấy là công việc thường xuyên của nhà nông rồi. Ngoài ra việc thu hoạch và phơi cây cây xanh này thì nó cũng rất là đơn giản nên tất cả mọi người có thể làm và tận dụng được lao động địa phương để nâng cao cái thu nhập và tạo công việc làm cho bà con ở tại địa phương.
Sau nhiều vụ sản xuất thực tế, người dân đã kiểm chứng mỗi hecta trồng gai thu hoạch khoảng 100 triệu đồng một năm sau khi trừ chi phí. Nhưng bên cạnh lợi ích vật chất còn là những lợi ích về mặt xã hội khi người cao tuổi không phải ly nông, ly hương ra thành phố mưu sinh mà được lao động quây quần cùng con cháu, tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.